Ôi, mẹ đẻ trứng ra ngoài mất rồi. Con vẫn chưa biết ăn thạo mà mẹ đẻ trứng ra ngoài mất rồi. Yếu ạ. Con đây. Đây là cả gia đình này, em để cho các bác là 1 triệu 6 nhá. Một đôi bố mẹ sinh sản rất tốt và một đôi non này luôn. Để cho anh em giao lưu cho anh em tháng 12 này. Mã số 70. Chim là đẻ ấp nuôi con. Ok ổn định. Đây là cái dòng này là dòng giọng thổ nha các bác nhé. Mã số 70. Hôm nay là tối ngày 22 tháng 12 năm 2023. Em thao lên cho các rõ ràng minh bạch công khai giá cả để cho các bác chơi combo cả gia đình luôn. Dòng này là nó vẫn theo mẹ nó nhưng mà nó cũng bắt đầu ăn rồi. Nhưng mà mẹ nó vẫn vẫn thấy mớm. Đấy, mớm thì mớm nhưng mà nó vẫn ăn. Có chắc là phải vài ba hôm mới rồi mới cắt mớm. Thế như loại này về thì chỉ tầm khoảng trong vòng nửa tháng là lại đi đẻ lứa mới thôi. Anh bác nào mà có AV thì quan tâm video này nhé. Rất là hữu nghị cho anh em cuối tháng 12 này. Đấy. Số của em Thao là 0335305982. Mã số 70. Đấy. Những dòng này thì nó là như thế này, thực tế. Đấy. Là cũng chia lại cho anh em với cái giá hữu nghị. Đấy. Bác nào mà có cái AV thì đây là một cái dịp rất là hợp lý. Đấy.